Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những chiến sĩ quân hàm xanh đồn biên phòng Cồn Roang, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đang miệt mài hoàn thiện công trình ánh sáng vùng biên tặng bà con nhân dân bản 39, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch trước thềm xuân mới. Với sự hỗ trợ giúp đỡ của đồn biên phòng Cồn Roang, lần đầu tiên bà con đồng bào Ma Cong, A Rem được vui xuân đón Tết trên những tuyến đường rực sáng ánh đèn. Cùng với đó, niềm vui được nhân lên khi hàng trăm suất quà thiết thực cùng nhiều mô hình sinh kế được đồn biên phòng Cồn Roang và các đơn vị đồng hành trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, với mong muốn người dân nơi biên giới được hưởng một cái Tết đủ đầy, đầm ấm. Đối với nhân dân thì biên phòng rất yêu mến nhân dân, biên phòng là hỗ trợ, nói chung từ gạo cơm mắm muối các thứ. Nhờ biên phòng giúp đỡ và hỗ trợ để bạn ăn Tết đón năm nay và đón xuân cho vui vẻ với nhau. Thực hiện cái phương châm ba bám một cung, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Thì cán bộ chiến sĩ đồn phòng Cồn Roang luôn xác định là tốt cái tinh thần trách nhiệm là bám dân bám bản để cùng chung vui đón Tết cùng bà con nhân dân. Thì đơn vị đã kết nối các mạnh thường quân, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức tốt cái chương trình điểm của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Thì đơn vị đã tổ chức chương trình với nhiều cái hoạt động thiết thực ý nghĩa, với nhiều phần quà tổng trị giá khoảng gần 300 triệu đồng. Thì từ đó thì góp phần giúp bà con dân bản có cái Tết vui tươi đầm ấm hơn. Trên tuyến biên giới phía tây Quảng Bình, không khí mùa xuân rộn ràng gõ cửa từng nhà, những bản làng biên cương. Có bộ đội biên phòng, Tết của đồng bào dân tộc thiểu số trên miền biên viễn vẫn đủ đầy mai đào khoe sắc, bánh chưng xanh. Trong không khí ấm áp tình quân dân, nhiều phần quà như gạo, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu được những người lính biên phòng trao tặng bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã góp thêm chút hương vị xuân ấm áp đến với nhân dân vùng cao trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, nhà tài trợ đồng loạt tổ chức 13 chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Thông qua các chương trình đã trao tặng 6 ngôi nhà đại đoàn kết, 2 ngôi nhà hạnh phúc, 1 mái ấm cho người nghèo, khánh thành tặng 4 công trình cổng chào vùng biên, hỗ trợ 2 mô hình sinh kế, tặng 5.686 suất quà, gần 1.000 cặp bánh chưng cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.050 người dân với tổng kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản là một trong những cái chương trình có thể nói là có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Qua đó là thể hiện được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là lực lượng biên phòng đối với bà con nhân dân, giúp cho bà con nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới có thêm cái món ăn tinh thần thông qua các hoạt động đó để gắn chặt thêm cái tình đoàn kết, cái niềm tin của bà con nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền trong cái dịp Tết đến xuân về, cũng như là tạo điều kiện để có những cái hoạt động để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông qua hoạt động này thì đã kêu gọi được các cái nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp rất nhiều phần quà để hỗ trợ tặng cho bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những món quà này đã đưa đến giúp cho bà con có một cái Tết vui tươi, lành mạnh, đầm ấm hơn, không những về vật chất và về cả tinh thần. Một mùa xuân nữa lại về, nơi biên cương, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Gác lại niềm vui riêng, những chiến sĩ quân hàm xanh hòa mình vào không khí mùa xuân bằng tình đồng đội, tình quân dân nơi biên giới, đón Tết trong tình cảm và sự sẻ chia, yêu thương, đùm bọc. Đó cũng là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc đã luôn sát cánh, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.